Thế Bin mấy tuổi? 3 tuổi. Nhà Bin ở đâu? Bin. Bin tên là gì? Hạ Ninh. Bin cháu ai? Ông bà. Con ai? Con mẹ. Cháu ai nữa? Ông bà. Cháu ai nữa? Cháu ông bà. Cháu cậu Quân à? Cháu ai nữa? Dì Bông. Dì Bông à? Cô gì? Cô gì nữa? Cô Hiền à? Dì gì nữa nhở? Dì Bông rồi có dì Hin nữa đúng không? Dì Hin, cậu gì nữa? Cậu Quân rồi cậu gì? Cậu Hùng. Cậu Hùng rồi có cậu gì nữa nhở? Cậu Vũ. Cậu Vũ nhở? Chú gì nữa? Chú gì? Chú gì nhở? Cô Dung. Cô Dung xong rồi chú Đức gì? Chú Bầu. Bầu gì? Bầu Bí Bí. Bầu Bí Bí à? À thế quay ra đây mẹ hỏi nhở, thế cô Dung có em gì nhở? Em Bi. Em Bi à? À thế thế còn có bác gì nữa nhở? Dạ. Bác Hà. Bác Hà với bác gì? Dạ. Bác Thảo à? À bác Hà gì nhở? Hà Béo. Hà Béo à? Thế con đứng im đấy nào. À thế nhà bác Hà có chị gì nhở? Bim. Chị Bim à? Ông gì nữa? Bé. Ông Kế. Bà gì nữa? Bà Cúc à? Ừ, bà Cúc à? À thế cụ mình đi đâu rồi? Cụ mình đi đâu nhở? Đi đâu rồi? Đi về đâu? Đi về Hà Nam. Đi về Hà Nam à? À thế thế Bin ở nhà với ai nhở? Mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc à? Thế với bà gì? Bà gì nhở? Bà Hường à? Có phải bà Hường không? Có phải bà Hường không con? Có phải bà Hường không? Không bà.